Con này nói chung thì hình thức còn được lắm, không nên nổi. Khóa xích đầy đủ. Bên này đúng rồi, nó hơi bị kém một cái cạnh. Xu đồ. Nam thì nó hơi xấu chút xíu, hơi răng răng mà chắc cắt bình thường. Xích cho gần khoảng 50%, em vừa bén. Giờ em cắt cây thử. Rồi em test máy luôn nha. Công tắc đẩy xuống là bật. Nghe gió nha. Máy nổ ok nha anh. Cây này em cắt cây cứng luôn nha. Cây này cây vú sữa. Gỗ rất là cứng. Nói chung xích nó còn 50% thôi. Nhưng mà em giũa rồi, cắt ngon lắm.